Ôi con kính chào cha. Ôi xin chào. Chào nhà cha. Truyền giáo 21 năm ở Mông Cổ. Chào mẹ sơ, chào cha quý và anh em. Vâng. Dạ kính thưa cha, thì khi chúng con được nghe tin Đức Thánh Cha Francisco sẽ đi tông du tại đất nước Mông Cổ. Vâng. Thì đọc cái hành trình cũng như là quá trình truyền giáo, giáo hội Mông Cổ phát triển ở đây á, thì chúng con ao ước đến đất nước Mông Cổ những cái dịp này để thăm những cái nhà truyền giáo mà cha làm người nhà truyền giáo 21 năm ở đây. Rất là cảm động, rất là trân quý điều đó. Vâng. Dạ. Xin chào đón tất cả quý cha, quý sơ và tất cả anh em đến với đất nước Mông Cổ truyền giáo. Thì còn nhiều điều phải nói, chắc có lẽ chúng ta phải tìm một chỗ nào đó cho thích hợp để chúng ta nói chuyện lâu hơn. Vâng. Vâng, xin mời quý cha và quý sơ vào chỗ này cho nó mát mẻ để hưởng cái không khí mát mẻ của đây là Mông cái Cổ. Nhà xứ ạ. Dạ. Dạ không, đây là nhà của cộng đoàn cũng như là trung tâm học vụ để dạy dỗ cho các em đến học vi tính, ngoại ngữ. Vâng. Dạ. Rồi nhà nơi sinh hoạt. Còn bên này là nhà thờ, nhà giáo xứ. Còn đây là vườn hoa của Don Bosco. Vườn hoa của Đức Mẹ. Xin được giới thiệu với cha, với quý sơ về một cái bức tượng mà thực sự ra thì đối với anh em Salesian và giới trẻ đây bắt đầu nó đã hiểu biết rồi, nhưng mà xin giới thiệu, mà ai đọc chuyện về Don Bosco thì chắc chắn cũng hiểu. Cậu bé nhỏ này không ai khác, đó chính là John Bosco. Là khi Don Bosco còn nhỏ thì gọi John Bosco. Và khi ngài 9 tuổi thì ngài có một cái giấc mơ rất là tuyệt vời. Ngài đang ngủ thì ngài đánh nhau với các bạn trẻ trên sân chơi, và có một người đến để giới thiệu với cậu, nói cậu bé đừng có đánh nhau nữa. Yeah, nhưng mà hãy dùng cái tình yêu, dùng lòng mến tất cả mọi cái để chơi với bạn bè. Thì nó bảo không được, với này nó nói phạm thượng sao mà nói nó không nghe. Thì cái người thanh niên kia mới bảo không sao đâu, tôi cho cậu một bà giáo. À, để bà đã chạy dạy cho cậu là thế nào là phải có đủ bản lĩnh và kiên cường, rồi cũng như kiên nhẫn này nọ kia. Thì bảo tôi không có biết ai hết á. Thì cái ông kia nói không, cái bà mẹ này là chính mẹ đẻ của John Bosco dạy là phải chào 3 ngày, một ngày 3 lần là 3 kinh kính mừng đó. Đấy, cho nên là mẹ Maria xuất hiện. Đây là một bà giáo. Và cái bà nói chuyện với cậu trẻ, và sau khi nói chuyện thì ngài cho thấy rằng cái đám trẻ mà đánh nhau á thì nó là những con sói. Đầy những con sói. Nó những con sói và nó đánh nhau rất là dữ, hung dữ. Và Đức Mẹ nói con phải làm việc để rồi nó trở thành những con chiên. Đó là cái công cuộc và cái sứ mạng mà cha Thánh Don Bosco đến đây để làm việc cho cái giới trẻ. Và anh em chúng con cũng muốn đặt một cái biểu tượng này để nói lên là anh em chúng con cũng một cái sứ mạng là đem những cái điều xấu xa ở cái đất nước này nó sẽ thay đổi bằng những cái điều tốt đẹp. Và những con chiên hiền lành và ngoan ngoãn. Đó là cái sứ mạng giáo dục giới trẻ của cha Thánh Don Bosco. Vâng, vậy thế là con giới thiệu sơ qua như thế. Xin mời cha và quý sơ ngồi đây chút xíu để chúng ta tâm sự hơn nhiều nhau hơn. Vâng. Thưa cha, sáng nay chúng con rời thủ đô Ulaanbaatar vào lúc 6:30. Và trên đường đi đến đây dài 220 cây số để chúng con thấy có mênh mông là những thảo nguyên và cũng có những cái nơi có người ở. Và chúng con không hề trông thấy một cái nhà thờ nào. Và cho nên chúng con mới thắc mắc là không biết có những người công giáo nào hiện diện trên cái con đường dài 220 cây số đó không. Và đến đây thì chúng con mới trông thấy nhà thờ, thì không biết nhà thờ ở đây đã được xây dựng vào năm nào và cái sinh hoạt của cộng đoàn ở đây như thế nào. Vâng, rất vui được nói chuyện với cha, với sơ. Rồi cũng được nghỉ dịp để... Đây cũng là lần đầu tiên người Việt Nam qua đây để phỏng vấn con, cũng là nói chuyện. Thực sự ra chẳng có ai hỏi đến cả. Vâng, kể cả nhiều khi các cha bề trên qua đây thăm mà cũng rất ít khi hỏi chuyện. Ngồi trong phòng nói giống như một cái report thôi chứ không phải. Thế đây là một cái câu chuyện vui mà ngồi giữa cái bầu trời rất là mát mẻ chỗ này. Thật sự ra rất là nên thơ đúng không ạ? Vâng, thì đó là cái điều rất là vui được gặp quý cha, quý sơ. Và đặc biệt là trong cái dịp mà Đức Thánh Cha qua thăm thì con cũng xin giới thiệu về cái công cuộc truyền giáo của anh em Salesian Don Bosco. Nhưng mà nói như vậy thì nó cũng chỉ có một phần thôi. Thực sự ra thì anh em truyền giáo đến Mông Cổ từ năm 1992. Thì sau gần 10 năm rồi thì mới mời anh em Salesian để cộng tác. Bởi vì họ thấy cái nhu cầu để giáo dục giới trẻ ở đây. Và họ mời anh em Salesian tới
ở dưới Ulaanbaatar với một cái trường gọi là trường kỹ thuật. Yeah. Bởi vì cái họ bảo chỉ có kỹ thuật, chỉ có đến Don Bosco thôi. Và các cha Wenceslao sau này là giám mục Wenceslao thì đã liên hệ với Don Bosco để biết Don Bosco lo những cái công cuộc đó, và họ mời anh em Salesian Don Bosco tới. Thì năm 2000 con cũng tình nguyện ra đi truyền giáo và được gửi tới Mông Cổ sau gần một năm chuẩn bị. Yeah, thì đến Mông Cổ năm 2001. Yeah. Cho nên là cho đến bây giờ thì chắc chắn là rời Việt Nam 23 năm rồi ạ. Vâng, và ở Mông Cổ thì được 22 năm rồi. Yeah. Vâng, thì 22 năm qua thì anh em chúng con bắt đầu công cuộc ở dưới Ulaanbaatar với một cái trường kỹ thuật. Thì lúc đó chỉ có 4 năm anh em thôi, vào đầu lo cái trường kỹ thuật. Và chúng con học, vừa học ngôn ngữ, vừa làm việc, vừa hỗ trợ các bạn trẻ để tiếp xúc với cái nền văn hóa mới của Mông Cổ. Thực sự ra khi mới qua rất là ngỡ ngàng, chẳng biết có cái gì để mà làm, muốn làm gì chẳng biết hỏi ai, tại vì trong nhà nó cũng chẳng có cái gì. Nếu mà mình cái lúc đó con nghĩ rằng nếu mà Việt Nam ấy, mình chạy qua hàng xóm mình mượn cái búa, cái đinh, mình có thể mình làm được cái này kia. Ở đây chẳng biết hỏi ai cả và mọi cái đều rất là ngỡ ngàng. Thì sau một thời gian rất là ngắn, thực sự ra chuẩn bị là đến 2005 thì chúng con bắt đầu khám phá mới đến cái thành phố này. Để đến cái thành phố này, thực sự là từ Ulaanbaatar lên phía bắc 220 km thì đây là Darkhan, và cái vùng này gọi là Silangge. Một cách nào đó Đức Giám Mục ủy thác cho anh em Salesian để tiếp tục cái công cuộc truyền giáo ở cái province này, là cái thành phố này. Thì chúng con tới đây, và thực sự là từ đây về biên giới với Liên Xô với Nga đó chỉ có gần 100 km thôi. Vâng, từ đây đi hơn tiếng đồng hồ thôi là tới biên giới của Nga, và chúng con đã tới đây thăm rồi. Đó cũng là cái hướng tương lai của anh em muốn phát triển truyền giáo trên phía đó. Nhưng mà đây thực sự là trên đường cha không thấy ai cả là đúng thôi, tại vì đây là cái thành phố lớn thứ hai và chỉ có anh em chúng con ở đây. Và cả một cái thành phố này rất nhiều nhà thờ Tin Lành, chắc phải đến hơn 30 cái. Yeah. Nhưng mà Công giáo thì chỉ có một nhà thờ gọi là mang tên là Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Giáo xứ của chúng con mang tên đó. Thì năm 2005, đúng ngày mùng 1 tháng 4 năm 2005, anh em chúng con tới đây và bắt đầu sống ở đây. Và ngày hôm sau thì cái ngày mà chắc không ai quên, đó là ngày Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị qua đời. Thì vì thế con mới làm một cái nhà tạm ở trên nhà nguyện của chúng con. Con ghi nhớ cái ngày mà Ngài qua đời. Và Ngài cũng rất tôn sùng, gọi là yêu mến Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Và bắt đầu cái công cuộc ở đây, dâng hiến cho Ngài. Và Ngài cũng bắt phép cho chúng con. Và công cuộc truyền giáo đấy bắt đầu từ con số 0. Là không một người Kitô giáo nào ở cái đất này cả. Bắt đầu từ con số 0. Thì anh em chúng con tới đây thì có hai anh em Salesian thôi, con và một cha người Ấn Độ. Ngài lớn hơn con 4 tuổi. Và Ngài cũng ở đây cho đến từ ngày năm 2005 đến 2008. Và Ngài cảm thấy đầu gối đau quá, cũng thấy đau lưng mỏi quá, và Ngài thấy không có hợp với truyền giáo đây, và Ngài xin rút lui. Và đúng ngày sau lễ phục sinh cái năm 2008 thì Ngài xin rút trở về lại Ấn Độ. Thì con ở đây tiếp tục công cuộc đó với những anh em khác và tiếp tục với người đời, để rồi cộng tác mở trung tâm học vụ. Và năm 2006 thì chúng con được phép chính thức để làm một cái nhà xứ. Vâng, thì chúng con nhà xứ chúng con dời 1, 2, 3, 4, và đây là cái thứ năm chúng con cố định đây, mua mảnh đất, xây nhà thờ, và sau đó trở thành một phần của gọi là địa phận hay của giáo phận. Đó, thì nhà thờ ở đây bắt đầu từ năm 2012 là chúng con khánh thành cái nhà thờ này. Từ năm 2005 chúng con chạy đây chạy kia, những cái nơi có những cái phòng nhỏ nhỏ, lớn lớn dần dần, cứ vậy lớn dần dần. Bắt đầu từ zero, năm nay chúng con đã có khoảng 300 Kitô hữu bắp rửa tội trong cái giáo xứ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu này. Vâng, đó là cái nét sơ qua về anh em truyền giáo. Don Bosco không chỉ là nhà thờ mà cũng không chỉ là giáo dục, chúng con kết hợp cả hai, vừa giáo dục vừa evangelization, vừa truyền giáo, và vừa truyền giáo vừa giáo dục với các bạn trẻ ở trong cái môi trường ở dưới thành phố Ulaanbaatar. Và đây ở trên Darkhan thì chúng con có trung tâm giáo dục về các ngôn ngữ, năng khiếu cho các bạn trẻ, có sân chơi cho các bạn trẻ. Các bạn trẻ tới đây nhiều lắm, chiều nếu mà các ngài ở đây, các ngài sẽ thấy các bạn trẻ tới đầy cái sân chơi này. Và chúng con luôn luôn hiện diện gần như 100% với các em, trừ khi chúng con quá bận rộn thôi. Còn thường là chúng con luôn luôn hiện diện với các bạn trẻ trên sân chơi, cho nên là da cháy đen hết. Thì đó là cái một vài cái công cuộc, mà đó là nét đặc trưng của anh em Salesian chúng con ở trên cái mảnh đất truyền giáo này. Còn đến đây là
không ai tới cái nhà đấy, tại vì cái nhà con ở là nó là khách sạn, cho nên các bạn không ai tới cả. Bắt đầu chúng con mới mở cổng, dựng cái bảng để chơi bóng rổ, sân chơi bóng rổ, và cũng chơi ai tới, còn lấy bóng còn ra trường học, còn mời các bạn trẻ chơi. Thế là con làm quen các bạn trẻ và con kéo các bạn trẻ tới nhà mình chơi. Vâng, bắt đầu là từ chơi bóng. Và con, từ các bạn trẻ. Từ các bạn trẻ chơi với chơi bóng, rồi cái bóng, rồi từ từ quen các bạn, rồi các bạn mời vào trong nhà, rồi từ từ chúng con lan truyền qua cái nhân viên làm việc để dạy giáo lý cho họ, nói với họ về đức tin. Thế hỏi họ muốn theo, thế là chúng con chuẩn bị và rửa tội cho họ. Và cứ vậy tiếp nối nhau. Rồi sau đó có nghĩ là rất là sớm, 1-2 năm thôi, các sơ dòng Salesian cũng tới ở đây chung với chúng con. Rồi các sơ dòng mẹ Teresa Calcutta cũng tới đây ở chung, bởi vì khi đã có các linh mục là các ngài, các sơ cũng tới. Và các sơ ở đây khoảng chừng 15 phút thôi, các sơ có nhà ở đây. Và các sơ cũng đi thăm viếng các gia đình và mời gọi họ tới. Thế họ cứ tới nhà thờ, tới nhà thờ tự làm quen, hỏi muốn học giáo lý không. Muốn học thì chúng con chỉ dạy cho họ từ từ, và muốn theo đạo rửa tội cho họ. Và cứ thế là giáo hội từ từ phát triển từ con số 0. Dạ thưa cha, thì như vậy thì ở giáo hội Việt Nam á, các dòng ở Việt Nam đã tới đây được bao nhiêu dòng, hay là chỉ có duy nhất một mình Salesian thôi? Dạ các dòng khác tới đây thì rất nhiều nơi trên thế giới, các châu, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, trắng đen có hết. Vâng, nhưng mà người Việt Nam chỉ có anh em Salesian Don Bosco tới. Và đương nhiên là trước đây có một số các cha cũng như các thầy tới, cũng kể cả có tình nguyện viên người Việt Nam tới. Nhưng mà sau một thời gian, với những khí hậu, với sức khỏe, rồi hoàn cảnh gia đình, vâng, rồi có những người không thích hợp và họ xin rút lui. Cho đến bây giờ thì chỉ có mình con là linh mục và có hai thầy sư huynh Nam thôi ạ. Vâng. Dạ thưa cha, thì hướng mục vụ như thế nào khi mà con đi trên đường thì thấy là người ta sống từng nhóm, mình phải ra đó hay là họ tới với mình? Lúc đó trước đây thì cô có nói chuyện về đó là mình cũng phải ngồi trên ngựa để đi theo họ, nhưng mà thực sự ra là cái đó nó chỉ là trên lý thuyết hoặc là một cái giấc mơ, nhưng mà thực tế nó không thể nào làm được cái điều đó. Vâng, tại vì cho nên anh em cũng phải chọn những nơi thành phố, nơi có giới trẻ đông đúc, thì anh em phải cố định, bởi vì á, mình nhìn thấy lúc này thì rất là đẹp, xanh hoa lá, nhưng mà chắc trong vòng chừng không ít là một tháng nữa tất cả nó rũ hết và nó sẽ khô tàn, và nó bước vào mùa đông. Mùa đông lạnh rất là dài, khoảng chừng 8 đến 9 tháng. Trong một năm có 12 tháng, mà đến mùa đông thì đến 8, 9 tháng, bắt đầu đến tháng 10 có thể lạnh rồi. Cho nên là nhà là giữa tháng 9, 15 tháng 9 là phải dùng máy sưởi rồi. Vâng, bắt đầu lạnh rồi, không thể làm việc được. Cho đến tháng mùng 1 tháng 5 mới tắt cái máy sưởi đi. Tắt máy sưởi đi là sau đó vẫn còn lạnh, nhưng mà có thể tắt đi rồi. Là chúng ta thấy cái thời gian rất là dài. Vì thế là chúng ta không thể theo những con người du mục, họ đi đâu mình đi đó, thì mình không đủ người nữa, cũng không đủ năng lực, mà mình chẳng thế nào sống nổi như vậy nữa. Cho nên phải có những cái cơ sở vật chất đủ ấm, đủ rộng để mình làm việc cho các bạn trẻ, và các bạn trẻ có thể tới đây và mọi người có thể tới đây. Chứ còn nếu mà mình thấy rằng cái nó chỉ là lý thuyết để đi theo họ thì nó khó quá, chúng còn chưa làm được. Dạ thưa cha, như vậy á, thì là các bạn trẻ họ phải rời gia đình của họ. Rời theo họ đến, tức là họ đến ở những cái trung tâm một các cha đang mở ra để huấn luyện rồi giáo dục người trẻ, thì họ phải rời khỏi gia đình họ để họ đi học ở trên này, hay là gia đình họ như thế nào về cuộc sống khi mà họ Cái đó thì nó cũng tùy trường hợp. Chẳng hạn như ở dưới Ulaanbaatar chúng con có trường kỹ thuật, thì chúng con có mở một cái nội trú cho các bạn trẻ, là họ tới từ nơi xa, họ tới họ có. Nhưng mà vì điều kiện chúng con cũng rất là hạn hẹp, bởi vì cũng không đủ phòng, không đủ nơi để cho các bạn trẻ nó ở đấy, các nơi thành phố nó tới đấy. Cho nên họ ở trong những cái gia đình họ hàng thân thuộc thì họ đã đến trường họ học. Còn những nơi trung tâm như thế này thì thực sự ra họ không cần phải rời gia đình, bởi vì nơi sống của chúng con đây. Cho nên đây những cái thành phố tạm gọi là định cư. Còn những nơi các em nơi xa, nơi thành phố, nơi gọi là ngoại ô, thì thực sự là rất là đáng thương. Có nhiều em không thể đi học được, bởi vì phải chăm lo, chăm sóc cho những cái đàn vật hoặc là giúp gia đình. Cho nên rất nhiều các em là không thể đến trường để đi học được. Thì cái đó là chúng con cũng là một cái mối quan tâm, nhưng mà không biết phải làm như thế nào. Thì chúng con chịu khó, hiện nay thì chỉ giúp những người đang sống xung quanh đây thôi. Họ chưa có dám đến ở với chúng con, bởi vì đó cũng là một cái phép rất là lớn. Đối với chính quyền cũng chưa có dễ dàng có những cái phép để mở nội trú như vậy. Cho nên là chúng con chỉ hỗ trợ ban ngày thôi, còn ban tối thì các em phải về nhà.
chúng con có những cái lớp học ban tối, tối đó chúng con phải lấy xe để chở các em về nhà, rải các em về nhà. Cũng như đây giáo dân ở đây ngày thứ bảy và chủ nhật không có không có autobus để đến nhà thờ, chúng con phải có một cái autobus để đi vòng các trong quanh làng một tiếng hồ để đón tất cả mọi người đến đây đi lễ. Và sau đi lễ thì chúng con sẽ cho họ uống nước trà, uống bánh, ăn bánh ngọt hoặc gì đó với các lớp giáo lý. Sau đó thì chúng con lại lấy xe buýt chở một vòng đi về. Thì chúng con phải dùng cách đó để phục vụ thì họ mới đến được với nhà thờ. Còn nếu không đi xa lắm, các bà già, các ông già không thể nào đi được thì chúng con phải dùng cái phương tiện đó. Thì cũng may là có các ân nhân, các nhà tài trợ, thế nên chúng con có một cái phương tiện để giúp họ để đến với nhà thờ. Đấy. Vì thế các bạn trẻ đây từ ngoại ô hoặc tới đây thì thường họ sống với các gia đình làng mạc. Có một vài trường hợp thì rất là khó, thì chúng con phải tìm cách để cho các em ở đâu đó một thời gian. Ngày trước chúng con có thuê những cái chung cư đây để cho các em ở, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn thôi. Họ cũng không có thể ở lâu được với mình. Khi họ lớn lên thì họ lại tìm cách họ ra đi. Vâng. Thưa cha, như vậy thì cha có còn nhớ cái người đầu tiên mà trở thành người công giáo của cộng đoàn của cha là cái năm nào không, và cái tình hình cái việc đó nó xảy ra như thế nào? Dạ, cái nhóm đầu tiên khi mà chúng con đến đây truyền giáo thì trước đó thì chúng con đã chuẩn bị rồi, lên đây chúng con tìm người và đưa về dưới Ulaanbaatar để chuẩn bị. À, đưa về đó trở thành một giáo viên và chuẩn bị để đưa về đây. Thì khi mà chúng con tới để ở rồi thì chúng con tới đây tháng 4, thì tháng 6 là mời cô đấy trở về đây trở thành như một manager. Vâng, bắt đầu là cô đã dạy tiếng Anh, rồi dạy các lớp giáo lý. Thì cô đã xuống Ulaanbaatar, cô đã học giáo lý và cô đã được rửa tội rồi. Cho nên trở về đây cô là người đầu tiên trong cái đất này là người công giáo. Thì cho đến bây giờ cô ta vẫn làm việc với chúng con. Vâng, sau đó thì cái nhóm đầu tiên là hầu như là các nhân viên mà đến đây làm việc với chúng con. Thì chúng con tổ chức dạy họ từ từ. Sau đó chúng con có một cái ekip, họ sẽ giúp chúng ta dạy giáo lý tiếp cho những người khác. Chứ còn các nhà truyền giáo thì rất là năng hăng, gọi là có lửa trong người, nhưng mà ngôn ngữ lại thiếu. Còn người Mông Cổ thì ngôn ngữ có đầy nhưng mà lại thiếu cái lửa, cho nên cả hai phải bù cho nhau. Vì thế chúng con hỗ trợ với nhau để cùng nhau làm việc. Thì đó là cái lớp nhóm đầu tiên, có lẽ là 2006 hoặc 2007, trong cái dịp phục sinh là họ đã được rửa tội rồi, khoảng chừng 5-6 người trong cái nhóm đầu tiên. Như vậy thưa cha, là ở đất nước Mông Cổ này có khoảng bao nhiêu giáo xứ ạ? Đất nước Mông Cổ này có 10 giáo xứ tất cả, nhưng mà theo con nghĩ thì chỉ có 8 giáo xứ là chính thức, còn cái kia nó cái điểm hơi lớn chưa chính thức trở thành một giáo xứ. Rồi 8 giáo xứ nó thuộc về chúng, chưa phải là giáo phận phải không ạ? Cái này nó chỉ là gọi là một prefecture. Không biết là tiếng Việt thì gọi là dịch là cái gì? Như phụ doãn tông tòa. Một cái phụ doãn, và gọi là một phụ doãn. Thì tất cả những cái điểm, cái giáo xứ đó đều nằm ở thành phố Ulaanbaatar. Mà ngoài thành phố Ulaanbaatar thì chỉ có 3 thôi. Là Da Khan là một điểm. Và cách đây về phía bên này thì cũng là một hội dòng khác, cách đây 160 mấy km, thì một cái điểm đó mà nhà thờ chưa được xây. Họ dùng một cái lầu 2, một cái chung cư, trên là PC game, dưới là siêu thị, ở giữa là nhà thờ. Họ làm cái nhà thờ cho nên cũng rất là phức tạp. Và đó là một cái điểm thứ hai. Và một cái điểm thứ ba là giáo xứ mà ngày trước đây là do chính vị Hồng Y là đã làm cha xứ đó. Thì từ Ulaanbaatar đi xuống đó khoảng chừng hơn 300 km, thì xuống cái phía bên kia thì là có 3 giáo xứ bên ngoài thành phố Ulaanbaatar mà thôi. Như vậy khi mà cha bắt đầu đến đây thì cho đến bây giờ thì cha đã trải qua mấy đời của các đức giám mục ở đây ạ? Thực sự ra thì khi con đến thì chưa có giám mục. Sau khi con chịu chức linh mục rồi ở đây rồi thì ngài mới làm giám mục. Năm 2003 con chịu chức ở đây trong một cái khách sạn ở dưới Ulaanbaatar, ngay bên cạnh thủ đô đó, có một cái khách sạn lớn Ulaanbaatar. Thì không có nhà thờ, lúc đó chưa có nhà thờ, cho nên mượn một cái nhà hội, nhà ăn của nó, nhà hàng, vô đó chịu chức linh mục. Rất là may mắn là do đức cha Hồng Y Sepe, thì ngày qua nhân dịp ngài để thăm viếng. Ngày qua ngày đó là nhân dịp kỷ niệm 10 năm truyền giáo ở Mông Cổ, năm 2002 vào ngày 7 tháng 7. Thì ngài chịu chức thụ phong linh mục cho con. Rồi năm sau thì cha Wenceslao Padilla mới trở thành một giám mục của Mông Cổ. Và đến năm 2018, thì trước cái ngày lễ bổn mạng của ngài thì ngài đột quỵ và ngài qua đời trong một cái giấc ngủ rất là
peaceful. Ngài là người Ý. Ngài là người Philippines. Philippines. Vâng. Ngài là một trong ba người đầu tiên tới Mông Cổ. Vâng. Hai người Philippines và một người Belgium, người Bỉ. Vâng. Và tất cả họ đi truyền giáo đây kia rồi. Vâng. Và sau hơn 10 năm thì một cha Philippines trở về lại Philippines. Và một cha người Bỉ thì trở lại Japan, là Nhật Bản, để truyền giáo ở bên đó cho đến bây giờ. Và chỉ có một cha Đức cha Wenceslao ở đây cho đến hơi thở cuối cùng. Và Ngài cũng được chôn ở đất Mông Cổ. Sau đó là tới Đức Hồng Y này luôn. Sau đó thì Đức Hồng Y này là... Vâng, vị Ngài là lên làm giám mục rồi làm Hồng Y luôn hay lên làm giám mục trong vòng 2 năm lại lên Hồng Y. Vâng. Một trong những Hồng Y trẻ nhất của thế giới. Vâng. Có 48 tuổi thôi. Vâng. Vâng. Dạ thưa cha, như cha hướng tới ơn gọi của Mông Cổ như thế nào ạ? Có nhiều ơn gọi, có nhiều bạn trẻ đi theo ơn gọi. Nói chung về ơn gọi cho toàn cái gọi là cái phụ doãn này, tông tòa này thì cho đến bây giờ mới có 2 linh mục mà thôi. Yeah. Vâng, 2 linh mục mà thôi. Thì chúng ta thấy như thế. Còn đối với anh em Salesian thì sau một thời gian cũng miệt mài chăm lo, nhưng mà con nghĩ cũng phải lấy có thời gian, bởi vì cái nền tảng nhân bản nó phải là đầu tiên, giáo dục nhân bản. Sau cái giáo dục nhân bản nó đến một cái giáo dục trưởng thành hơn là giáo dục Kitô hữu. Rồi từ trên cái nền tảng đó mình có thể xây được một cái nền tảng ơn gọi thánh hiến được. Mà nếu mà chúng ta không có cái nền tảng nhân bản giáo dục về trí năng tâm thức này nọ kia thì chúng ta cũng chưa xây dựng được cái con người Kitô hữu thực sự là hoàn hảo. Mà khi chưa có những con người Kitô hữu tốt thì cái ơn gọi nó rất là nguy hiểm lung lay cái nền tảng. Cho nên là thực sự ra là cả một công trình đào bới, một công trình chăm sóc, nó giống những cái cây hoa và những cây ăn trái ở đây. Đất đây rất là khô cằn, nó vừa cát vừa đất, tưới xuống chút xíu nó khô rang. Cho nên là nó không có fertilize gì cả, không có phân bón gì cả, thì cũng không có thể có những cái hoa trái được. Cho nên cái ơn gọi đây chúng con luôn ý thức điều đó, luôn cầu nguyện và xin Chúa làm soi sáng. Thì cũng rất là may mắn sau hơn 20 năm thì chúng con hiện nay là có một gọi là aspirant, một ơn gọi đang tìm hiểu trong ơn gọi Salesian. Thì hiện nay em đó đang ở dưới Ulaanbaatar bên cạnh cha bề trên để tiếp tục theo dõi. Thì chúng con cũng đang phác họa định hướng để rồi sau này có thể gửi em ấy đi đâu và tiếp tục ơn gọi như thế nào. Về vấn đề ơn gọi đó là thực sự là chúng ta chỉ là những cái công cụ làm việc thôi, còn ơn Chúa gọi như thế nào và cái sự đáp trả của cá nhân em đó, chúng ta cố gắng để đồng hành mà thôi. Thì anh em chúng con cũng cố gắng để đồng hành với các bạn trẻ đó. Còn ngoài ra với lại cái môi trường giáo xứ đây thì luôn luôn nhắm đến những ơn gọi từ các bạn trẻ, thì luôn luôn cho các em tham gia sinh hoạt, mời gọi. Nhưng mà thực sự ra phải rất là thời gian và kiên nhẫn để cho các em hiểu cái ơn gọi là cái gì. Ơn tại sao cái ơn gọi người Kitô hữu như thế nào. Thì chúng con đầu tiên phải cố gắng cho các em học thật giỏi, học thật tốt và trở thành những con người tốt trước, những người Kitô hữu thánh thiện trước. Rồi chúng con mới nhắm đến cái ơn gọi được. Thì đó là một cái công trình khá nan giải. Có việc về nhân bản, chúng con có một cái thắc mắc là là ở những thành phố lớn thì có các trường học, trung học, tiểu học, rồi đại học này kia. Còn đối với dân du mục thì họ học làm sao? Vì thế là các dân du mục nó ăn thua là nơi cha mẹ của các em đó hướng các em. Cho nên họ phải hy sinh. Đến năm học phải gửi các em vào thành phố để các em đi học. Chỉ có bố mẹ ở ngoài nông thôn, nhà quê thôi để tiếp tục với những cái đàn gia súc. Và mùa hè các em mới trở về để giúp gia đình. Phải hy sinh như thế thì các em mới có thể đi học được. Tuy nhiên cái sự theo dõi các em nó là một vấn đề. Cho nên các em gọi là rất là free, rất là tự do. Nhiều khi ông bà không theo nổi. Các em, các bạn trẻ từ nhà quê ra thành phố rất nhiều cái ngỡ ngàng. Cho nên vấn đề luân lý là một trong những vấn đề nan giải đối với những nhà giáo dục. Rất nhìn đó là một cái vấn đề thực sự là rất đố và khó khăn. Giống như chúng ta từ nhà quê ra Sài Gòn đi học hay đâu đó, luôn luôn vào một cái môi trường rất hoàn toàn khác lạ. Thì ở đây nó cũng vậy, vào những cái thành phố lớn như này các em ngỡ ngàng và rất là dễ dàng. Và thứ hai nữa là vấn đề luân lý ở đây cũng khá là thoải mái. Tại vì từ cái giáo dục gia đình theo con nghĩ là rất là thoải mái. Tại vì họ sống trong một cái lều, không có cái gì là riêng tư cả. Cái gì cũng chung cả. Nhiều khi nói rất là tế nhị là ngày xưa chúng con rất là xông xáo để thăm gia đình các em. Đến giờ nó đi học rồi, bảo sao đi học đi, không đi, sống đi. Không hiểu được, mãi mình viết phản tình ra. Nó phải có cái chỗ để nó thay đồ.
mà mình ngồi đó nó đâu thay đổi được. Nó cũng là một cái rất tế nhị đó. Nó đâu có cái chỗ riêng tư nào đâu. Đối với họ, đối với mình nó không thể nào nó làm được. Thì sau đó mình với có những cái mình chỉnh đốn, mình thăm nó cũng có lúc mà thăm thôi. Đó là như vậy. Nó rất là chung, không có cái riêng tư cả. Cho nên cái đời sống luân lý của họ có thể nói rất thoải mái này kia. Rồi những cái nố các bạn trẻ 15, 16 tuổi với cái mass media, với cái môi trường về internet, với cái môi trường của digital thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và các em đó nó có những cái khao khát, những cái biết rất là sớm mà không ai kèm được cả, không ai giáo dục được. Cho nên là cái các bạn trẻ đây rất là trẻ đã có gia đình và rất là trẻ đã có những cái kinh nghiệm về vấn đề giới tính hay nọ kia, thì nói chung rất là đau đầu. Nhưng mà gia đình thì lại đôi khi rất là thoải mái, mình thì lo lắng, nhưng mà gia đình họ thấy giống như là bình thường ấy. Nó là giống như một cái niềm vui thì đó là cái mà mình phải tìm để cân đối. Nhiều khi giáo hội đến đây nói những điều đối với họ, tại vì có giáo hội đây với những điều đó mới trở nên tội. Còn nếu không có giáo hội thì điều đó nó đâu trở thành tội đâu. Cứ thoải mái. Rất thoải mái. Tại vì đâu có ai nói về vấn đề với họ. Và họ thấy nó rất là bình thường, mà tại sao phải có những cái luật lệ này? Rất bản năng, rất bản năng. Rất bản năng. Ngày xưa giống như Việt Nam mình có một số nơi là đi bắt vợ đó. Đây cũng có, ngày xưa có, nhưng mà bây giờ nó đỡ. Nhưng mà bây giờ đỡ quân bắt nữa, tự nó đồng ý với nhau, nó không có cái cần phải chứng hôn chứng thú gì đấy, không phải hôn thú gì, cứ thích ở với nhau là ở thôi. Thì cái đó là vấn đề đời sống gia đình. Rất hiếm đôi khi bắt nó phải đi làm giấy hôn thú thì nó mới đi. Cái đó là cứ sống một cái thoải mái vậy. Cho nên là nhau cũng nó thoải mái. Không có một cái gì là liên kết cả. Thì rất là khó về vấn đề. Nếu mà họ có cái quan niệm như là một vợ một chồng không, hay là họ cứ thoải mái vậy? Thực sự ra thì đây, điều này nói ra thì vẫn là một vợ một chồng, nhưng mà chả có gì ràng buộc cả. Không có gì ràng buộc cả. Bỏ nhau ra nhiều lắm. Như vậy ông ngoài phần có thể tưởng tượng, cha có tưởng tượng học sinh của con 80% là ly dị với lại separate như vậy. Là bỏ tức là họ cũng theo đạo á? Không có theo, nói chung là học sinh thôi. Còn theo đạo thì là một vấn đề khác, để có muốn chia sẻ sau. Là theo đạo hay không theo đạo là những các bạn trẻ của mình đây nó rơ vào cái nố hết. Là nó, đôi khi nó cùng là Công giáo, đã một vấn đề, không đến nhà thờ để lo về phép cưới, không cưới. Rồi những cái đứa là không Công giáo và Công giáo lấy nhau, rất là nhiều tình trạng đó. Nó rối rất là nhiều, nếu mà gọi theo bình thường là rối rất là nhiều. Thì bây giờ mình cứ xét theo điều kia là tội, không được rước lễ, không được cái này, không được kia. Thì con biết là không biết là đi nhà thờ mới được mấy người phải, mới được rước lễ. Cho nên giám mục Wen đầu trước đây thì ngài bảo thôi thì cứ tìm cách mà giúp tụi nó thôi. Thì cái đó, cho nên đối với con một cái điều căn bản nhất về vấn đề truyền giáo đây là cái sự kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn, rất là kiên nhẫn để đến với họ và để nâng đỡ họ, để tiếp tục họ đi, bởi vì cái đức tin của họ rất còn yếu. Mặc dù mình rửa tội là cái số đông như thế rất là tự hào, nhưng mà không phải đâu. Cái mà đi theo họ để tiếp tục là một vấn đề rất là lớn đối với vấn đề gọi là pastoral, hay là những vấn đề về mục vụ về với các bạn trẻ đây. Mình không thể nào mình cấm cản được nó theo đạo, nhưng mà đến khi mà nó lấy vợ lấy chồng mình cũng không thể nào cấm cản được. Cũng một cái nỗi sau này nữa là đến khi họ chết rồi mình cũng không thể nào cấm cản được là họ trở về. Không phải khi họ chết rồi không được, không làm lễ được, tại vì gia đình họ lại đi theo Phật giáo hoặc là Saman, gọi những người khác đến cúng và chôn. Có những người Công giáo đi khi chôn gọi là sky buried đấy, chôn theo trời đấy, tất nhiên là chôn sống. Tất nhiên là để không mặc gì cả, để ở trên núi, cho chim, cho động vật, thú vật đến ăn. Bây giờ vẫn vậy? Vẫn còn. Và con mới chứng kiến cách đây chừng hơn năm thôi. Thì con đã đi tham gia và con thấy không thể nào chịu được. Lúc đó là vấn đề Covid, mình đang nghĩ vấn đề là bệnh hoạn, virus này nữa kia, mà thấy sao Mông Cổ vẫn còn cho phép làm những điều đó. Thì đó chỉ là cái cách suy nghĩ thôi, nhưng mà cũng tôn trọng cái điều người ta tin, và là cả cái xã hội, cái văn hóa như vậy. Thì mình chỉ là một cái nhận định thôi, chứ cũng không dám phê phán gì nhiều, bởi vì mình đang còn sống và mình muốn hiểu họ. Thì thôi, thì đó là cái cách mà một cách nào đó nói là họ vẫn còn, xin lỗi, nó hơi hoang dã. Nhưng mà bây nghe giờ như mình trong nói chuyện nha. Vâng, nói giống như là truyền thuyết. Vẫn còn như thế. Có nhiều là không thể tưởng tượng được là không có một tấm vải che thân khi sinh ra
và khi qua đời, yeah. họ nói như thế thì mình thôi thì cũng ngẫm thôi chứ không không dám nói gì hết. Yeah. Thì đó là cái vấn đề. Tụi con trên đường đi thấy có những nơi mà rất là vắng vẻ như vậy, tụi con thắc mắc thời Covid thì không biết là Covid nó có lan truyền được không ở những cái nơi như vậy. Ờ, Covid thì cũng rất là một số rất là nặng, nhưng mà cũng may mắn là trong cái số giáo dân của mình thì cũng rất ít, có 1-2 trường hợp là qua đời thôi, không có nhiều. Và nó làm rất là kỹ, rất là ngặt. Công an đứng các ngã ba đường hết, không ai ra ngoài đường hết. Nên lúc đó chúng còn tự mua bột, tự làm bánh mì, tự đồ ăn thôi chứ còn vâng, tự lo cái cách. Dạ, thưa cha, thì ở trên đường thấy là họ hình như họ có trồng lúa hả cha? Lúa mạch. Vâng. Lúa mạch. Để làm lúa mì, thực sự lúa mì chứ không phải lúa mạch. Lúa mì. Vâng, dạ, lúa mì. Như là đó là cái thực phẩm chính ở đây của họ. Thực sự họ dùng bột rất là nhiều. Vâng, bên này dùng bột nhiều, dùng bột rất nhiều. Rồi có những cái nhà máy, bên cạnh nhà mình là một cái nhà lớn, thì lớn là nhà máy bột bên này. Thì họ có những cánh đồng như thế. Đa số không phải là người Mông Cổ làm đâu. Hàn Quốc hay là đâu đó tới họ làm, họ mua đất họ làm thôi. Thì nông trại họ là như thế. Họ có máy móc hết chứ còn Mông Cổ thực sự không làm được. Cùng lắm là làm công nhân thôi. Món ăn chủ yếu của họ là nói chung là chỉ thịt mà thịt và thịt mà thôi. Vâng. Đủ lại thịt. Vâng, chỉ có là thịt mà thôi. Thưa cha, về môi trường á, thì do chúng con đi thì thấy cũng có rất là nhiều nhà máy. Nhiều nhà máy họ xả khói như vậy. Có phải là vì vậy mà đất nước Mông Cổ cũng trở nên là một trong những đất nước ô nhiễm của thế giới? Đúng. Thực sự ra thì thành phố Ulaanbaatar là một trong những cái nơi ô nhiễm rất là nặng. Đến cái mùa đông là, nếu mà mình đi từ xa mình đi về cái là mình thấy trên nó là một cái tầng khói đen nghẹt ở trên đầu trời này. Thứ nhất là hầu như là những cái gọi là những cái ghe district, tức nghĩa là những cái ngôi làng, thì họ dùng than đá để họ đốt, để họ sưởi, bởi vì hệ thống sưởi của nhà nước không đi đến các nơi đó được. Họ đến những thành phố lớn, những chung cư lớn mà thôi. Chẳng hạn như thành phố này, đến vùng này thì có hệ thống sưởi, nhưng mà qua bên cái đường ray xe lửa qua bên kia thì không có gì cả. Yeah. Thì tất cả các dân nghèo sống ở đó, họ phải mua củi và mua than đá để đốt, để mà sưởi ấm tự họ trong cái lều như thế. Thì tất cả những cái đó là trở thành ô nhiễm môi trường. Và các loại xe, thành phố Ulaanbaatar thì xe đông nghẹt và kẹt xe hàng giờ luôn. Thì vì thế là khói xe nó xả ra là cũng là một vấn đề. Các nhà mà đốt than, đốt củi thì nó trở thành ô nhiễm môi trường. Các nhà máy thì cũng là một phần trong những cái nơi công nghệ, thì nó trở thành một cái nơi rất là thế. Và khi cái không khí lạnh nữa thì nó không thể bay đi đâu được cả, theo con nghĩ như vậy. Nếu không biết là chính xác khoa học hay không, nhưng mà nó nằm ở trên cái đầu của chúng ta như vậy. Và ban đêm chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta ngửi mùi khói rất là nặng nề. Và nó gây ảnh hưởng ô nhiễm đặc biệt cho người già và các trẻ em. Người lớn thì cái kháng sinh người ta có thể chống được. Cho nên Ulaanbaatar là một số các bệnh phát sinh từ cái môi trường của cái xã hội như thế. Và ô nhiễm môi trường là cũng rất là nặng. Thêm một cái tệ nữa là đây, cái xả rác đây cũng rất là dở. Nó đang để giáo dục hóa cái vấn đề đó, để bỏ rác và trồng cây xanh ở Ulaanbaatar. Là con cũng thấy một cái trường hợp là từ khi mà Đức Thánh Cha nói về Laudato Si thì đây nó cũng trồng cây rất nhiều, không biết là nó có độc không hay là một cái cách nào đó, thì họ cũng bắt đầu trồng cây rất nhiều đó. Thì thành phố Ulaanbaatar và đây cũng vậy, thì con thấy đó là một cái gì trùng hợp. Nếu nó không dám nói là nó đọc cái Laudato Si, yeah. thì nó cũng nghĩ đến cái môi trường xanh và nó cũng rất là quan tâm đến vấn đề môi trường xanh. Thì đặc biệt là ở đây chúng con có một cái nông trại cách đây là 6 km, chúng con trồng cây rất là nhiều. Và năm ngoái chúng con cung cấp cho các điểm của nhà giáo cho đến hơn 5.000 cây để các nơi đó tự trồng. Vâng, hơn 5.000 cây xanh, chứ không phải là rau quả mà cây xanh, thì chúng con phân phát cho họ. Chúng con có một cái nông trại và chúng con chỉ không có mua giống, đi lượm tất cả những cái hạt cây này và chúng con nhân giống. Nếu có dịp qua bên chung quanh chúng con đây, chúng con có một vài nơi để đang trồng cây giống. Đó là một trong những cái để tiếp tục để hưởng ứng cái tinh thần của cha Đức Thánh Cha Francisco bằng Laudato Si. Chúng con trồng cây rất là nhiều. Và các thành phố chúng con cũng thấy rằng họ cũng có một cái gì đó động thái và trồng cây. Mà ở đây trồng cây có dễ không thưa cha? Thực sự là rất là khó. Như con nói, trồng cây cũng giống như 100 năm trồng cây với 100 năm trồng người vậy đó. Trồng cây rất là khó, đất rất là khó, rất là khô, gọi là bán sa mạc, là vừa két vừa đi, và nước rút rất là nhanh. Cho nên trồng cây rất là khó. Và một cây nó lớn có chút xíu, ngủ lớn có chút xíu, ngủ tiếp, vì mùa đông nó tới rất là dài. Và mùa đông không cái gì để phát triển, chỉ ngủ thôi. Và mùa hè tới rất là ngắn. Thì bắt đầu là tháng 5, 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 bắt đầu rũ lại rồi. Vâng, như vậy. Mưa thì bắt đầu ít phải không ạ? Mưa thì tùy, mưa cái là lụt.
mưa cái là lụt, tại vì nó không có cái hệ thống này. Năm rồi là lụt rất là nhiều ở Ulaanbaatar, rất là lụt, nước ngập tràn luôn. Thì mưa là vấn đề. Cho nên đó là một cái vấn đề của xã hội đây. Cống nghẹt hết thì có ai quan tâm nữa, mưa ít mà đâu ai quan tâm. Nên khi mưa nhiều cái là nghẹt hết. Vâng. Rồi nhưng dịp mà Đức Thánh Cha đi tông du ở đây thì cha có suy nghĩ như thế nào về cái chuyến đi của ngài khi ngài chọn Mông Cổ? Thực sự câu hỏi này không phải chỉ có sơ hỏi mà rất nhiều người hỏi, kể cả trên mạng người ta cũng viết email, người ta hỏi con là tại sao và vấn đề gì, tại sao. Đầu tiên con bảo, ủa, mình là con cái của Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha muốn thăm con cái thì một đứa hay hai đứa ngài cũng tới ngài thăm chứ. Đó là vấn đề. Thì con nghĩ là chúng ta là con cái. Và thứ hai nữa là trong cái dịp mà gọi là hiệp hành đó, thì ngài phát hiện một cái hiệp hành mà mấy năm trời nhé. Và ngài hỏi ý kiến tất cả mọi người. Và ngài nói không một ai bị bỏ sót, không một ai bị bỏ rơi. Thì con nghĩ rằng đó cũng là một cái ngài thực hiện cái tinh thần mà ngài nói. Và ngài thấy rằng ngài phải đến Mông Cổ là một cái nơi mà một số nơi người ta nói đến Mông Cổ là Mông Cổ, Mongolia là cái nơi tận cùng của thế giới. Còn nói như vậy thì người Mông Cổ đây chắc là hơi nhột dạ chút xíu. Nhưng mà con muộn cái não chạm vào một số nơi người ta nghĩ như thế. Thì mình thấy rằng Mông Cổ tuyệt vời mà, nhưng mà người ta chưa biết được. Ngày xưa lẫy lừng lắm. Vâng, lẫy lừng, nhưng mà thấy hỏi là tại sao như thế. Ngài bút thì ngài tới chứ có hỏi tại sao được cái gì. Mình rất là nhỏ bé, rất là ít ỏi, và một cái đất nước khá là rộng nhưng mà dân thì lại rất là ít, có hơn 3 triệu dân. Và giáo dân đây thì nói hơn 1.300 người hay 1.500 người, nhưng mà thực sự cái người mà đến với nhà thờ chắc không được một nửa trong cái số này. Đấy, một số họ đi đâu mất tiêu rồi, một số họ mất rồi. Thì họ nói như vậy, 1.500 người là tính cả người chết chứ không phải là chỉ có người sống. Phải hiểu như thế, 1.500 người phải tính là cả người chết nữa. Nên tính 1.500 người là được rửa tội, nhưng mà họ đã chết rồi vẫn còn được tính. Theo con nghĩ là như thế. Chứ không phải là họ 1.500 người còn sống đâu. Đó là như thế, cho nên rất là nhỏ. Như vậy là người ta tính luôn cả người chết. Vâng, con nói thật là tính đây là tính chưa có trừ những cái người chết đâu. Vâng, là tính luôn cả những người chết, là tính 1.500 người là được rửa tội. Nhưng mà nếu theo cha thì người sống thì còn khoảng bao nhiêu? Người sống con nghĩ chắc 1.200, 1.300 là cùng. Vâng, ngàn ba là cùng. Cho nên cùng có những số liệu họ cho 1.300. Vâng, có những số liệu 1.300 thôi chứ còn. Như vậy thì riêng đối với cha mà khi nghe cái tin mà Đức Thánh Cha sẽ đến Mông Cổ thì cha có cảm xúc như thế nào ạ? Vâng, thực sự ra thì đây cũng là một cái cảm xúc đầu tiên. Hay quá, vui quá. Nhưng mà làm sao đối với con, làm sao để cho Mông Cổ, đặc biệt là giáo dân của mình, thấy được cái tầm quan trọng của Đức Thánh Cha, thấy được cái tầm quan trọng khi gặp Đức Thánh Cha giống như gặp một đấng thánh. Nó cũng là cái cảm giác mà thực sự con đã gặp Đức Thánh Cha và bắt tay Đức Thánh Cha rồi. Khi mà con qua Ý, con được bắt tay Đức Thánh Cha trong nhà của Đông Bốt Cô ở Turin năm 2016, nếu mà không lập. Thì cái cảm giác là mình chạm được đến cái sự thánh thiện nào đó và một cái đấng mà mình thực sự là mọi người để yêu mến. Và thì cái thứ nhất là con cảm nghiệm là làm sao để giúp họ được. Vì thế trong suốt cái tháng 8 này là các ngày chủ nhật sau lễ là chúng con tập trung lại và dùng PowerPoint, dùng hình ảnh và những cái tài liệu để kể về Đức Thánh Cha, nói về Đức Thánh Cha, nói về con người của Ngài và nói về cả một cái hệ thống điều hành giáo hội làm sao như thế nào đi, để cho họ từ từ có những cái thông hiểu biết. Nhưng mà sâu xa hơn thì con nghĩ rằng tại sao Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha tới đây nó có cái gì hay hơn không? Thì con nghĩ đây là một cái mảnh đất rất là rộng lớn, và đối với Đức Thánh Cha có lẽ đó là một cái niềm hy vọng. Và Ngài đến, Ngài muốn gieo những cái hạt giống ở trên cái đất này. Đấy. Và anh em những người truyền giáo như chúng con đây, là những người chúng con đây phải nỗ lực hơn nữa để chuẩn bị cái đất để Ngài gieo giống. Nếu mà nói Ngài là một shepherd hay là một người chủ chăn, là một người đến để gieo giống cái niềm tin, thì Ngài có một cái vai trò đặc biệt hơn. Và chúng con đây là những người chuẩn bị cái đất, chuẩn bị giáo dân, chuẩn bị người để nghe Ngài nói những cái gì đó là thiết thực nhất đối với dân Mông Cổ. Thứ hai nữa là Ngài đến có thể là đem những cái mở rộng mới hơn đối với những tôn giáo chung quanh. Tại vì đây rất nhiều tôn giáo chung quanh, để họ có một cái gì đó liên kết và mở rộng. Và chúng con cũng biết cách để mở rộng, nối kết với họ. Thứ ba nữa là đối với chính quyền ở đây là một cái thao thức lớn nhất để cho giáo hội, chính quyền ở đây cũng hiểu được giáo hội công giáo là thế nào, như thế nào và quan trọng như thế nào.
ảnh hưởng đối với thế giới như thế nào và đối với họ như thế nào, để cho họ hiểu hơn một chút về vấn đề là tôn giáo đây không phải là những cái gì lý thuyết suông, hoặc là những cái mơ hồ, hay là những cái Việt Nam mình dùng những cái gọi là như thuốc phiện, yeah, mê dân hay là này kia. Không phải, thực sự là mình những con người thiết thực sống cho giáo hội và xây dựng một cái giáo hội, một cái xã hội tốt đẹp và văn minh, và là chân chính nơi con người là đối thoại anh em với nhau, chứ không phải là những cái gì chỉ có công giáo với nhau, hoặc là chỉ những tôn giáo khác với nhau, hoặc là những dân tộc khác với nhau. Và đây là một cái gì rất là mở rộng. Yeah. Thì con có những cái hy vọng và những cái ước mơ, và những cái, cũng giống là những cái lời cầu nguyện để cho khi Ngài tới có thể là một cái gì đó sinh khí mới. Theo con nói là những hạt giống mới Ngài có thể gieo rắc trên người công giáo, người tôn giáo khác, và kể cả những người gọi là người Mông Cổ thuần túy ở đây. Yeah. Thì đó là cái con thực sự là con đang ước ao và suy nghĩ về điều đó. Cảm ơn cha đã dành cho chúng con một cái buổi gặp gỡ thật là thú vị, và chúng con hiểu rất nhiều về giáo hội Mông Cổ, con người Mông Cổ và những thách đố khó khăn của cái việc công cuộc loan báo tin mừng ở đất nước Mông Cổ. Thì hồi nãy cha có nói về cái những cái lều, những cái nhà của người Mông Cổ. Chúng con cũng rất là ước ao được đi đến viếng thăm các gia đình ở đó. Thì cha có thể sắp xếp cho chúng con trong cái buổi đến với lại Darakhan. 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 Dạ. Vâng. Vâng, thì chắc chắn là thứ nhất là cảm ơn cha và sơ cũng như là phái đoàn đây đã rất là cất công từ Việt Nam qua đây, rồi từ thành phố Ulaanbaatar lên đây sáng sớm để rồi có một cái cuộc nói chuyện như này, cũng như là hiểu biết hơn về công cuộc truyền giáo của anh em Salesian Don Bosco, và đặc biệt cho bản thân con là người Việt Nam cũng được gặp anh em Việt Nam, mọi người Việt Nam, và chắc chắn cái điều thông tin này là trực tiếp đối với người Việt Nam nữa. Thì con cũng thật sự là thao thức là người Việt Nam cũng có một cái nối kết hơn. Đặc biệt thứ nhất xin cầu nguyện cho anh em chúng con, thực sự đây rất là kiên cường và sức mạnh. Như cái bề trên qua mới nói là chúng ta đây phải làm sao cho cái cây nó phát triển, chứ không phải nó chỉ bao nhiêu năm rồi nó giống như cái cây bonsai, chả có phát triển mà cũng chẳng hoa trái gì cả, chẳng ai hưởng được gì hết. Thì thực sự để cho làm một cái cây bonsai hay một cây cổ thụ thì phải có ăn rễ rất là sâu để nó vững mạnh, còn nếu không mùa đông lặn là chết cóng hết. Thì nó là một cái lặn đây, nó không chỉ là thời tiết, mà cái lặn đây nhiều khi lặn trong tâm hồn, lặn trong cái đời sống anh em trong cộng đoàn, lặn trong cái tương giao với xã hội, nhiều khi chẳng ai hiểu mình, nó ví dụ như vậy. Thì có những cái cô đơn, cái chuyện đó bình thường trong cái đời tu, nhưng mà cái thực sự cái đời sống thánh hiến của anh em chúng con ở đây đối với Mông Cổ đây thì chúng con rất là vui, bởi vì nó là cái niềm vui mà sống với mọi người, sống với các bạn trẻ, chơi với các bạn trẻ. Con bằng này rồi nhưng mà ngày nào cũng vẫn chạy với các bạn trẻ, đua nhau với chăn nhau chơi bóng ở trên sân, không có kể bất kể cả mùa đông. Bất mùa đông kể mùa đông, mùa đông quét tuyết đi vẫn đá banh như thường. Đá có mấy phút chơi bóng nó cứ ngác lại vẫn. Ba ngày sau nó bể luôn. Bóng rổ cũng vẫn chơi các bạn trẻ, mà bóng rổ nó lạnh, nó không dồng được nữa. Dồng cái nó xẹp dưới đất như thế. Là tương tự như vậy. Nhưng mà đó là cái mà khi các bạn trẻ thích thì anh em Sajin chúng con cũng vẫn lao ra để tiếp tục với các bạn trẻ. Thì chung quanh đây cũng có rất nhiều người nghèo, và giáo dân giáo xứ của chúng con cũng rất là nghèo. Thì nếu mà các sơ và quý cha đây có phải ít phút thì chúng con sẵn sàng để đưa đến thăm một vài gia đình để biết họ sống như thế nào một cách bằng mắt, chứ không phải là chỉ bằng nghe con nói. Rồi, con cảm ơn cha rất là nhiều. Cảm ơn, thực sự là phải đi thăm mới biết được. Chứ đầu tiên con cứ ngồi trong nhà con nghĩ bảo cả cái mùa đông nó lạnh như thế, chỉ có một cái lều nhưng nó sống như vậy, chẳng thấy nó làm gì mà không biết tại sao nó sống được. Con cũng không hiểu được. Thì nhiều khi mình bảo nó giống như cái điều gì, không thấy nó làm gì cả mà sao nó sống được. Thì rồi con có thắc mắc, người ta làm cái gì không? Không thấy nông nghiệp, được công nghiệp cũng không thấy. Rồi người ta sống bằng cái gì? Chăn nuôi. Không phải ai cũng chăn nuôi được, cũng không phải ai trồng trọt được. Có rất nhiều cái điều mà mình không thể nào tưởng tượng. Thôi thì con nghĩ là thời gian nó cũng rất là có hạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây, ăn một chút xíu, xong rồi chúng ta sẽ đi ngay đến thăm một vài gia đình. Tại vì thời gian là vàng. Quý rồi. Chúng con rồi bây giờ xin mời quý cha và sơ cũng như là phái đoàn mình đi thăm một vài gia đình để rồi có thể biết được cái đời sống của họ như thế nào, để có những cái nhìn thực tế, rồi mình về mình có thể có những cái cách mình làm việc để mình giúp họ sống đức tin, hay là trong cái đời sống
của xã hội thì con nghĩ là thực tế hơn. Vâng, rồi xin mời lên xe. Họ vẫn đi lễ, ngày thường là ngày lễ ngày Chủ nhật. Vâng, thì ngày thường thì họ hơi bị xa và họ cũng có một số cái công việc ở trong gia đình của họ, cho nên là cũng rất là phương tiện di chuyển cũng phải tốn tiền, cho nên họ nhiều cái họ không thể nào có đủ tiền để mà đi lễ hàng ngày. Tuy nhiên chung quanh đó cũng có một số người rất là siêng năng, họ không sót ngày nào đến nhà thờ. Có những người phải nói là còn thánh thiện hơn cả những người họ hàng của mình ở Việt Nam ấy. Họ là giáo dân thường mà họ đi lễ hàng ngày luôn. Vâng, có những người mình rất là nể phục về đức tin của họ. Tuy nhiên có những người có đức tin rất là yếu thì mình cũng phải thông cảm. Ok, xin mời. Ok. Đây, nhà bà này thì khá lắm. Bà đã có mấy con bò. Cho nên đây là cái chuồng bò. Vâng, chuồng bò của họ. Đấy, nó cũng lụp sụp vậy thôi. Họ lấy phân bò nhồi ra với bùn họ đắp lên cho nó ấm vào mùa đông. Rất là đơn sơ như vậy. Và những con bò sống ở trong đó. Em ơi Beno. Ôi, em ơi, ôn tích chinh nụ. Ôi, xem Beno. Ủ tang hà ra quỷ thế. Đây mà nách dột chết không một yên này. Việt Nam Mát Ít Sơn. Áng ngụ tà Việt Nam Mát Ít Sơn thế. À, sao? À, sao yên này mà nách father. Yeah, my next father. In my next father. Yeah. Okay, my next sister in Sanpon sister đó. À. Bà sống ở đây rất là lâu. 68 năm. Father James baptism book sang nó. Ồ vậy là bà rửa tội khoảng từ năm 2006 là 7 hoặc là 8. Vâng, trong cái thời gian đó. Amen. Và sau khi Father Du làm phép cho bà, làm phép trên đầu cho bà. Father Adelak cũng ra. Ok, chào. Ok, đừng gói bèn thôi. Gói bèn thôi. Nó phủ cái lớp ly lông này, mùa mưa phải phủ thêm lớp ly lông. Cái này là lớp lông cừu nó bện lại. Chắc phải 50 con cừu nó mới làm lấy được một cái bộ lông làm cho một cái lều như vậy. Nó bện lại nhau để nó làm phủ ấm. Mùa thường thì chỉ một lớp thôi. Nếu mùa đông nếu mà giàu có nó phủ thêm một lớp nữa. Sau này cái lớp vải bên ngoài. Mà cái lều này là quá cũ rồi, lớp vải nó bị mục hết rồi này. Sau đến mùa mưa thì nó lại thêm một lớp ni lông để phủ để che mưa. Thì nó lại đến cái kiểu vậy. Đến khi mùa hè nóng quá thì nó đằng sau nó vật ra để nó lật lên làm như cửa sổ, gió nó lùa vào. Nên lật cái lớp này lên. Còn nếu mùa đông thì lại lấy đất nó lập vải nó đắp cái chân để giữ lại cái độ ấm. Thì đó là cái này nó vặt lên là mùa đấy cho mát gió nó vào. Mùa đông thì lại lưới đất nó tập vào nó giữ cái chân lại. Nhưng mà ok, bye 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 giấc tê.